Xin chào mọi người, tôi tên là Thanh Tuyết. Ba từ để nói về tôi đó là trung thực, tự tin và yêu thương. Xin mọi người hãy cổ vũ cho tôi. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 7 thì tôi thực hiện cái hành trình rèn luyện trí nhớ của mình. Tôi cũng thực hiện là ôn các con số từ 00 đến 99 và nhớ được 144 số ngẫu nhiên. Sau đây thì tôi xin đọc các cái con số mà tôi rèn luyện ngày hôm nay. 0189 8523 0486 5536 3451 2348 2669 4119 33 58 7813 3734 1513 9903 7258 126 0838 6772 9918 0660 01 80 7701 53 52 74 54 20 73 55 69 86 91 97 95 64 62 0685 3513 7840 4726 6222 7847 4070 4070 2266. Đó là cái bài rèn luyện của tôi ngày hôm nay. Xin chào.